Rồi xin chào mọi người nhé. Thì hôm nay mình lựa hai cây mai mini nghệ thuật ghép siêu cúc cho mọi người xem tham khảo. Thì cái này mình lựa một cái cặp tương đồng với nhau, tương đối là nó né né, dáng hình dáng rồi nó né né với nhau nha. Thì cây nó có mặt hoa trên cây luôn. Anh em nào nhanh tay rồi sở hữu được giá riêng, mình sẽ báo giá cuối video luôn nha anh em. Đó, như cái này hoa này nè, hoa nó rất đẹp nha anh em, hoa nó hiện diện trên cây luôn đó. Cây nằm trong mu nhựa đen. Đây, bóng tán của cây nhìn bên dưới này không, đi một cái dáng thớ rất là cầu kỳ nha. Cây số 2 này anh em thấy không, dòng cúc này là nuôi lực thì nó sẽ cho một cái chùm hoa như thế này. Đấy. Wow, hoa màu vàng rất là đậm đà, cánh rất là thanh thoát nha anh em, cánh rất là thanh thoát, cuốn hoa ngắn, màu vàng đậm, cánh thẳng tươi. Ông này còn tươi nè, má đây là nó nhau nhau là nó đã tan rồi nè, đó, nhụy mà thâm đen rồi ha, và nhụy cũng còn cam một chút á, chùm luôn mà nè. Đấy, cưỡng cặp mini dễ thương như thế này thì mình giao lưu cho anh em giá 500.000 nha, đó, anh em mua về mình nuôi chơi. Khỏi bị sợ lộn giống hoa nữa. Đó. Rất rẻ nha nè, 500.000 giá tại vườn không bao ship. Đó. Anh em nào có nhu cầu thiện chí giao lưu thì giao lưu. Rồi xin chào ạ.